Ngày 5 tháng 1 vừa qua, Quốc hội khóa 15 đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ hai. Mặc dù chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, nhưng đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm xem xét, quyết định những vấn đề cấp thiết, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. Trong không khí của những ngày đầu năm mới, các đại biểu cũng bước vào kỳ họp với kỳ vọng những quyết sách mà Quốc hội ban hành tới đây sẽ tạo xung lực cho phát triển đất nước, kịp thời giải quyết các vấn đề quốc kế dân sinh. Diễn ra trong không khí phấn khởi trước những thành tựu chung của đất nước trong năm 2022. Kỳ họp bất thường này sẽ quyết định những vấn đề cấp bách được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật. Đây đều là những nội dung quan trọng mà nếu để lại kỳ họp sau thì sẽ chậm sự phát triển của đất nước. Một trong những nội dung được các đại biểu đặc biệt quan tâm tại kỳ họp này đó là Quốc hội sẽ xem xét thông qua luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi. Dự án luật có tính chất xương sống đối với công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tại kỳ họp thứ tư vừa qua, dự thảo luật đã được đưa ra lấy ý kiến. Tuy nhiên, để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng, Quốc hội đã quyết định lùi thời điểm thông qua vào kỳ họp bất thường này. Tôi cho là đây là cái thời điểm đã chín muồi với cái sự chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng và cũng rất khẩn trương để chúng ta thông qua, xem xét thông qua cái án luật rất quan trọng này, có cái tác động rất thiết thân đến từng người dân để mà kịp có hiệu lực vào đầu năm tới. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành nhiều thời gian để xem xét thảo luận về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là nội dung quan trọng cấp bách được các đại biểu Quốc hội và cử tri đặc biệt quan tâm, bởi thời gian qua, luật quy hoạch chậm được triển khai trên thực tế đã tạo ra những điểm nghẽn trong quá trình phát triển của đất nước. Nếu như chúng ta không kịp thời xem xét để ban hành nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia thì tôi nghĩ rằng nó sẽ gặp khó khăn rất lớn, sẽ không có cơ sở và căn cứ để các địa phương triển khai tiếp quy hoạch địa phương, quy hoạch vùng và quy hoạch ngành. Chính vì vậy đây là cái quy hoạch xương sống nhất để chúng ta tiến hành các cái quy hoạch khác. Các đại biểu cũng cho rằng nghị quyết 30 của Quốc hội khóa 15 về phòng chống dịch COVID-19 là sáng kiến lập pháp đặc biệt chưa có tiền lệ. Với nghị quyết này, Quốc hội đã trao quyền của Quốc hội cho Chính phủ, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19. Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay, việc xem xét tiếp tục thực hiện một số chính sách của nghị quyết 30 sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tồn tại hiện nay. Tôi cho rằng là với cái kỳ họp thứ hai này, đặc biệt là trước cái dịp Tết Nguyên đán như này thì càng chứng minh một cái điều nữa. Và một cái vấn đề nữa là Quốc hội luôn đồng hành với Chính phủ và luôn chủ động mà bám sát thực tiễn để giải quyết ngay. Với mục tiêu tối thượng là phục vụ sự phát triển đất nước, kịp thời ban hành các quyết sách nhằm bảo đảm đời sống nhân dân, việc Quốc hội khóa 15 tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ hai là minh chứng rõ nét thể hiện sự chủ động, linh hoạt của Quốc hội, luôn đổi mới để đưa hơi thở cuộc sống vào nghị trường, đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân. Cuối giờ chiều qua ngày 7 tháng 1, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực công tác như xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Trong các kỳ họp Quốc hội, ý kiến thành viên đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đều hết sức chất lượng, trí tuệ, sâu sát. Đoàn cũng đã triển khai các nội dung giám sát theo đúng thời gian, tiến độ yêu cầu của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, hiệu quả và kịp thời báo cáo kết quả giám sát, khảo sát gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan có liên quan. Năm 2023, trọng tâm hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đặt ra trong công tác xây dựng pháp luật là tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan ban ngành chức năng, các chuyên gia và đối tượng chịu tác động của luật, nghị quyết vào các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, 6 dự án luật và 1 nghị quyết, và kỳ họp thứ 6, 6 dự án luật. Tổ chức hội nghị phản biện một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, thứ 6, đồng thời triển khai 4 đoàn giám sát chuyên đề theo nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức 1 đoàn giám sát chuyên đề của đoàn. Năm 2022, với lưu lượng phương tiện tăng, tổng doanh thu trên 4 tuyến cao tốc của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam đạt hơn 4.500 tỷ đồng, tăng hơn 36% so với năm trước. Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC thông tin về tình hình vận hành khai thác 4 tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, Nội Bài Lào Cai, Đà Nẵng Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành Dầu Dây
và cho biết năm 2022, tổng lưu lượng xe trên 4 tuyến cao tốc đạt khoảng 53,3 triệu lượt, tăng 41,3% so với năm 2021. Trong đó, lượng xe lưu thông trên tuyến cầu Rẽ Ninh Bình đạt 19,4 triệu lượt xe, tăng 40,8%, tuyến Nội Bài Lào Cai đạt 13,7 triệu lượt xe, tăng 45%, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đạt 18,1 triệu lượt xe, tăng 44% và tuyến Đà Nẵng Quảng Ngãi đạt 2,1 triệu lượt xe, tăng 9,6%. Nhằm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, VEC cũng tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm soát xe quá tải thông qua hệ thống cân được đầu tư, lắp đặt tại các trạm thu phí. Qua kiểm soát cân tải trọng, khoảng 1,4 triệu lượt xe trên hai tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, cầu Rẽ Ninh Bình, VEC đã phát hiện 17.165 lượt xe quá tải, từ chối phục vụ vào đường cao tốc 8.113 lượt xe quá tải và thống kê có 1.515 lượt xe quá tải vượt trạm. Thưa quý vị, thiếu chỗ đỗ xe là câu chuyện không mới, thế nhưng luôn là vấn đề lớn của người dân Hà Nội, nhất là dịp cuối năm. Phương tiện giao thông cá nhân tăng cao gây áp lực lớn về giao thông trong thành phố và cả chỗ đỗ xe, gửi xe. Người dân có tiền mua xe, thế nhưng rất khó khăn và tốn kém để tìm được chỗ đỗ ở trong thành phố. Câu chuyện về khi nào bài toán thiếu chỗ đỗ xe được giải có lẽ còn rất xa vời. Đá lát vỉa hè độ bền trên 70 năm, nhưng chỉ vài năm đã nứt vỡ. Tuổi thọ quá ngắn so với độ bền, nguyên nhân do tác động của tự nhiên hay do con người? Lát xong thì là lại ô tô đổ lên thì chắc là sẽ bị vỡ, bị ảnh hưởng chứ. Đấy, xong rồi lại là quá là phí phạm luôn chứ. Tiền của dân, của ngân sách, của nhà nước, của thuế, các thứ đó. Bây giờ bảo 70 năm, bây giờ thì mới được có 2 năm thì nó lại vỡ, lại thì lát lại thì không phải mà thế thì tiền đâu ra. Nếu theo người dân thì nguyên nhân một phần do đỗ xe bừa bãi trên vỉa hè. Nhưng thực tế nếu không đỗ trên vỉa hè, người dân cũng khó tìm được chỗ đỗ xe bởi thực tế bãi xe thì ít hoặc ở xa, trong lòng đường thì kín chỗ. Ví dụ như mình đi cà phê hay là đi ăn uống chẳng hạn thì thường là chỉ có 1 đến 2 vị trí đỗ xe mình có thể để thôi. Nhưng loanh quanh mà quay đầu xe và lùi vào chẳng hạn thì xe khác nhỏ hơn mà người ta đỗ vào luôn thì mình cũng hết chỗ. Và như thế là mình có thể sẽ phải đi chỗ khác để ăn hoặc là mình sẽ phải đợi rất là lâu. Thì mới có chỗ đỗ xe. Tình trạng thiếu bãi đỗ xe đã trở thành nỗi ám ảnh thường trực của rất nhiều người dân tại Hà Nội. Nhu cầu tìm nơi đỗ xe ngày càng lớn thì hàng loạt dự án như bãi đỗ xe Tĩnh nhiều năm qua vẫn chưa được khởi công xây dựng. Hiện quỹ đất bãi đỗ xe tại thủ đô chỉ khoảng 0,2% và con số này còn xa mới tiệm cận mức 1% quỹ đất làm bãi đỗ xe theo quy hoạch. Thu phí một tháng chưa đến 2 triệu đồng. Biển đỗ xe giá công khai 1,9 triệu bao nhiêu đó. Như vậy là phải mất hàng trăm năm mới thu hồi lại được cái nguồn vốn đỗ xe. Với một cái nền kinh tế mà bất đối xứng như thế thì ai người ta đầu tư? Chỉ có thể đỗ xe trên đường phố phải tương xứng với cái giá đầu tư. Phố nào làm đắt thì phải đỗ xe đắt. Phố nào mà còn trống trải thì có thể đỗ xe miễn phí, có thể đỗ xe như là một tài sản công cộng. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trên địa bàn hiện có khoảng 7 triệu phương tiện giao thông cơ hữu và con số đáng kể các phương tiện ngoại tỉnh ra vào thành phố hàng ngày. Mật độ phương tiện lớn gây sức ép tới việc bố trí các bãi đỗ xe công cộng và là cơ hội để xuất hiện các bãi xe tạm, bãi xe không phép hoạt động. Cái quay giao thông tỉnh nó cũng quan trọng về giao thông rộng. Cái xe nó chạy nó phải có chỗ dừng chứ, phải không ạ? Thế chúng ta coi cái xe chạy chính còn chuyện dừng thì coi như là bỏ đi, biến các cái vỉa hè trở thành cái nơi để xe thì theo tôi đấy cũng là một cái sai lầm. Thì nhà nước phải kiểm tra quán triệt các thành phố và chủ tịch thành phố phải chịu trách nhiệm trước người dân là tại sao lại anh chỉ xây dựng quá nhiều nhà cao tầng mà lại anh ít làm gara như vậy, thì phải chú ý để mà có một cái quy hoạch hợp lý, giám sát và xử lý mạnh những cái trường hợp mà tham nhũng đối với chính sách. Với tốc độ phát triển như hiện nay thì diện tích dành cho giao thông tỉnh chủ yếu là các bãi đỗ xe, điểm trông xe phải gấp từ 15 đến 20 lần bây giờ. Thành phố cũng đã tính đến việc phát triển các bãi đỗ xe thông minh, bãi đỗ xe ngầm. Tuy nhiên, lượng phương tiện ngày càng gia tăng, chính sách thu hút đầu tư để xây dựng các bãi đỗ xe lại chưa đủ hấp dẫn. Đòi hỏi các cơ quan quản lý trước mắt cần điều chỉnh lại quy hoạch sử dụng đất cho giao thông tỉnh sao cho phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, cần khẩn trương hoàn chỉnh khung pháp lý để thu hút nhà đầu tư vào các dự án bãi đỗ xe. Có như vậy, bài toán về chỗ đỗ xe mới sớm có lời giải.
Thưa quý vị và các bạn, Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội năm 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão. Theo đó, Cục Văn hóa Cơ sở đề nghị Sở Văn hóa Thông tin, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội an toàn, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. Cụ thể, chỉ đạo ban tổ chức lễ hội thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội thu lợi bất chính, kiên quyết không để các hành vi chen lấn, tranh cướp, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc, ăn xin, dịch vụ đổi tiền lẻ hưởng chênh lệch, biến tướng trong dâng sao giải hạn, phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử di tích, lễ hội. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, ra đời từ tháng 5 năm 2018, phố đi bộ Trịnh Công Sơn được kỳ vọng sẽ tạo nên một nét đẹp văn hóa đậm chất Tây Hồ với mục đích nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, sau gần 5 năm hoạt động, phố Trịnh Công Sơn thường xuyên bị phản ánh là quá ảm đạm, vắng khách. Thậm chí có những người còn không biết có phố đi bộ này. Trước tình trạng trên, Sở Công Thương thành phố Hà Nội đã giao quận Tây Hồ nghiên cứu các giải pháp để thu hút khách du lịch và người dân đến với tuyến phố này. Hoạt động từ ngày 11 tháng 5 năm 2018, phố đi bộ Trịnh Công Sơn dài 900m, nằm liên kề khu Đầm Sen, công viên nước Hồ Tây là không gian đi bộ thứ hai ở Hà Nội. Con phố đáng ra phải mang tính nghệ thuật vì mang tên cố nhạc sĩ họ Trịnh, thì không khí ở đây lại giống công viên cho người dân đi dạo, tập thể dục, hơn trung tâm vui chơi, giải trí. Theo người dân, khu phố đi bộ này vắng khách do thiếu hoạt động vui chơi, lại xa trung tâm, không gắn liền với các di tích lịch sử nổi tiếng, dù cảnh quan đẹp. Năm nay phố đi bộ mới mở lại nên đẹp như này, mùa hè thì cũng đông, mà mùa đông thì vắng. Để cải thiện tình trạng ế ẩm, thu hút thêm du khách, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã đầu tư chỉnh trang các hạng mục trang trí, tổ chức các buổi biểu diễn. Mục tiêu khi vận hành lại mô hình phố đi bộ ở phố Trịnh Công Sơn là tạo ra không gian mang bản sắc riêng, trong đó nhấn vào yếu tố nghệ thuật văn hóa đặc sắc, sân khấu cho nghệ thuật chèo, sầm, dân ca vào mỗi cuối tuần. Nhà em ở gần đây nên là đó lý do em thường xuyên đến đây chơi. Và ở trên này không khí thoáng đãng và không đông đúc như ở dưới Hồ Gươm ạ. Đây là lần đầu em lên phố đi bộ của Trịnh Công Sơn thì em thấy là không khí ở đây rất là náo nhiệt, phù hợp với giới trẻ thì cũng có các văn hóa mà quát hát dân ca. Em thấy đây cũng là một nơi có thể đến học hỏi rất là nhiều văn hóa của đất nước. Cũng đến phố đi bộ Trịnh Công Sơn được khoảng 2 đến 3 lần. Mình thấy rõ ràng là cái không khí ở trên phố đi bộ Trịnh Công Sơn thì nó không thể đông bằng trên phố cổ được. Nhưng tuy nhiên nhưng mà nó cũng có cái sự khác biệt rõ rệt, trưng bày triển lãm hoặc là ca nhạc là các thứ nó đa dạng hơn. Trên phố thì nó náo nhiệt hơn, mang tính chất nó vui nhộn, hợp với thanh niên hơn. Thời gian vừa qua, Hà Nội liên tiếp cho ra mắt các tuyến phố đi bộ mới là Đảo Ngọc Ngũ Xã và phố đi bộ Trần Nhân Tông. Chính vì vậy, để phố đi bộ Trịnh Công Sơn giữ chân và thu hút du khách, quận Tây Hồ cần sớm xác định rõ lại chủ đề, chức năng và nhiệm vụ của con phố. Bên cạnh đó, tạo thêm không gian đẹp và các dịch vụ thương mại phục vụ nhân dân. Không chỉ vậy, cần đảm bảo đồng bộ việc đi chơi thư giãn của người dân với các nhu cầu văn hóa khác và có nguồn nhân lực để cải tạo nhà ở quanh phố đi bộ thành các dịch vụ phát triển kinh tế. Có như vậy mới tạo được ấn tượng, không đi vào vết xe đổ ế ẩm và bị người dân lãng quên. Gần 10.000 chiếc bánh trinh xanh được chính tay gần 3.000 tăng ni, Phật tử và tình nguyện viên ở nhiều tỉnh cùng nhau đóng gói bánh trong sự kiện Vạn Bánh Trưng Xanh diễn ra tại Chùa Tam Chúc, Hà Nam. Đây là sự kiện mang ý nghĩa thiết thực chào đón Xuân Quý Mão 2023. Sự kiện Vạn Bánh Trưng Xanh do Chùa Tam Chúc phối hợp với khu du lịch Tam Chúc cùng nhiều đơn vị khác tổ chức. Với mong muốn gói vạn bánh trưng trao tặng các hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng cao ở các tỉnh miền núi cũng như người dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam, chương trình đã thu hút sự tham gia của khoảng 3.000 tăng ni, Phật tử, tình nguyện viên và du khách tham gia gói bánh. Các bạn, các quý vị, các đối tác của Chùa Tam Chúc cũng như các đối tác tập trung ở đây rất đông và đã chuẩn bị từ hôm qua đến nay. Có thể nói đây là một cái chương trình, một cái hoạt động hết sức ý nghĩa nhân cái dịp Tết đến xuân về, cũng thể hiện cái tình yêu thương và gói chọn
yêu thương trong cái dịp xuân Quý Mão. Bằng cái tâm của mình, nhiều tăng ni, Phật tử và tình nguyện viên đã chuẩn bị từ sáng sớm, thức trông nổi bánh chưng đến đêm muộn để có thể làm ra những chiếc bánh chưng ngon và ý nghĩa nhất. Đội của tôi đến giờ phút này được 600 bánh chưng rồi. Các bạn trẻ sinh viên tình nguyện Bách Khoa rất là nhiệt tình và rất là tâm huyết, rất là vui. Hôm nay được lan tỏa yêu thương để gửi tới các bạn nhỏ vùng cao khó khăn. Với đôi bàn tay khéo léo, từng hạt gạo trắng, nhân đỗ vàng được gói trong chiếc lá rong xanh rất tỉ mỉ và đẹp mắt. Thì lúc mình bắt đầu dậy gói bánh chưng từ lúc 4 giờ sáng. Và bây giờ thì đội của mình đã gói gần như là gần được 700 cái bánh chưng, sắp hoàn thành công việc gói bánh chưng rồi. Cảm thấy đây là một chương trình rất là ý nghĩa. Mình có thể dùng một phần sức nhỏ của mình để giúp đỡ những bà con khó khăn. Người ta thường bảo là nhắc đến bánh chưng thì nhắc đến Tết. Đúng 13 giờ 30 phút, lửa bắt đầu được nổi lên, những chiếc bánh được xếp gọn gàng vào nồi. 24 giờ đêm, những chiếc bánh chưng ý nghĩa đã được nấu chín và vớt ra, sẵn sàng để trao đến tay người dân Hà Nam cũng như người dân phía sát biên giới. Việc mọi người cùng nhau tụ lại nơi đây, cùng nhau góp công, góp sức gói nên những chiếc bánh chưng là thể hiện rõ tinh thần yêu thương, đùm bọc, lá lành, đùm lá rách của dân tộc. Mỗi chiếc bánh chưng đều gói trọn trong đó sự chia sẻ dành cho những người khó khăn. Một việc làm vô cùng ý nghĩa trong dịp Tết đến xuân về. Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật, quyên góp quần áo, giày dép để tặng người dân tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mới đây ông Nguyễn Viết Dũng, người hành hung nữ nhân viên Sun Group mới đây đã để đạt nguyện vọng xin thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam với lý do sức khỏe và công việc gia đình. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Quảng, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, người hành hung nữ nhân viên Sun Gold ở Đà Nẵng, đã đề đạt nguyện vọng xin thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam với lý do sức khỏe, công việc gia đình. Dự kiến, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ họp và xem xét có thể thực hiện quy trình cho ông Dũng thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nếu ông có nguyện vọng. Bên cạnh đó, lãnh đạo thị ủy Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết chưa có kết quả kiểm tra, xử lý về mặt đảng đối với ông Nguyễn Viết Dũng bởi các cơ quan liên quan phải làm việc với Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng về kết quả điều tra và sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ mức độ vi phạm như thế nào để có hướng xử lý tương thích theo quy định của đảng. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành cáo trạng đề nghị truy tố các bị can là Hoa Vận Khải, sinh năm 1971, trưởng phòng tài chính, hành chính, sự nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Bình Phước và Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1980, giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Phước về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, ngày 16 tháng 9 năm 2013, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Phước đã ký 3 hợp đồng chuyển giao khoa học kỹ thuật giao cho Trạm Khuyến Nông huyện Bù Đăng thực hiện với tổng giá trị 701 triệu 600 nghìn đồng. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hiếu trong quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện 3 hợp đồng đã không kiểm tra thực tế, không giám sát, không thực hiện đầy đủ việc nghiệm thu, trực tiếp ký khống vào các biên bản do Trạm Khuyến Nông Bù Đăng lập, không kiểm tra lại việc thực hiện hợp đồng nhưng vẫn thống nhất lập biên bản đồng ý cho quyết toán. Còn Hoa Vận Khải đã không kiểm tra nghiệm thu nhưng vẫn ký khống vào một số biên bản, không kiểm tra lại việc thực hiện hợp đồng nhưng vẫn thống nhất lập biên bản đồng ý cho quyết toán để cho Trạm Khuyến Nông huyện Bù Đăng lợi dụng sơ hở để lập khống chứng từ quyết toán, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước, số tiền 305 triệu 142 nghìn đồng. Hành vi của Khải và Hiếu được xác định thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị can Hoa Vận Khải và Nguyễn Văn Hiếu bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Phước khởi tố ngày 2 tháng 11 năm 2022. Trong quá trình triển khai kế hoạch điều tra cơ bản chuyên sâu, phòng ngừa và đánh mạnh tội phạm tệ nạn tín dụng đen trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán 2023, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an quận Hà Đông đã phát giác chùm tín dụng đen hoạt động mạnh ở khu vực chợ tạm phường Biên Giang, chuyên nhắm đến các tiểu thương và những người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn. Núp dưới vỏ bọc đại lý vé máy bay, nhưng thực chất, Nguyễn Thị Kim Dung, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, hành nghề cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc bắt họ, chuyên nhắm đến các tiểu thương và người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn ở khu vực Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội.
người vay khi thỏa thuận vay 10 sẽ chỉ nhận được 8 và trong vòng 40 ngày sẽ phải thanh toán tiền. Như vậy, lãi suất mà Dung áp dụng lên đến 182,5% một năm. Tại cơ quan điều tra, bà Trùm khai nhận từ tháng 8 năm 2022 đến nay đã cho nhiều người vay số tiền khoảng 2 tỷ đồng. Để tránh bị lộ diện, Dung không thuê đối tượng anh chị mà thường trực tiếp cho vay tiền, đòi nợ các khách hàng. Cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Dung về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã phát lệnh truy tìm tung tích nạn nhân trong vụ án giết người xảy ra tại xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ. Theo đó, vào hồi 15 giờ ngày 7 tháng 1, người dân phát hiện một thi thể nam giới tại đường đồi cao su cạnh quốc lộ 100 thuộc địa phận xã Hoang Thèn, Phong Thổ, Lai Châu. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân cao khoảng 1m60. Tại thời điểm phát hiện, nạn nhân mặc áo mưa xanh bên ngoài, bên trong mặc áo khoác màu đỏ đen, quần vải dài màu xanh nhạt, đi giày da màu đen. Qua thông tin trích xuất từ camera an ninh và của các hộ gia đình trong khu vực, trước khi chết, nạn nhân có đi một chiếc xe máy Honda Way Alpha màu đỏ và đội một chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ. Công an tỉnh Lai Châu đề nghị ai biết thông tin và người thân của nạn nhân hoặc thông tin về vụ án, xin thông báo cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu hoặc fanpage Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu. Trong phần tiếp theo của chương trình, Trung Quốc mở cửa sau 3 năm thực hiện chính sách Zero Covid. Lũ lụt nghiêm trọng ở Tây Bắc Australia. Chương trình tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Sau gần 3 năm đóng cửa do dịch COVID-19, bắt đầu từ hôm nay, ngày 8 tháng 1, người dân Trung Quốc đã có thể xuất cảnh và nhập cảnh vào nước ngoài mà không phải đối mặt với những hạn chế hay quy định khắt khe về đi lại. Trước đó, các nhà chức trách Trung Quốc đã tuyên bố hạ cấp quản lý dịch COVID-19 từ loại A xuống loại B, đồng thời công bố một loạt biện pháp ứng phó dịch COVID-19 trong tình hình mới. Sau 3 năm tập trung chống dịch, chính phủ Trung Quốc bắt đầu từng bước nới lỏng các hạn chế để thận trọng tái mở cửa đất nước. Trước đó, chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố hạ cấp quản lý dịch COVID-19 từ loại A xuống loại B kể từ ngày 8 tháng 1, đồng thời công bố một loạt biện pháp ứng phó dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, việc xét nghiệm axit nucleic sẽ không còn được thực hiện đối với những người nhập cảnh Trung Quốc và những người có khai báo sức khỏe bình thường sẽ không phải trải qua bất kỳ quy trình đặc biệt nào. Hoạt động xuất nhập cảnh của hành khách và vận tải thương mại tại các cửa khẩu đất liền sẽ dần được khôi phục sau khi có những đánh giá toàn diện. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục tối ưu hóa các chính sách và biện pháp tùy theo tình hình diễn biến của đại dịch. Cùng với quyết định mở cửa của Trung Quốc, nhiều quốc gia cũng gấp rút chuẩn bị đón một lượng lớn khách du lịch từ thị trường này. Tuy nhiên, sự gia tăng đột ngột số hành khách từ Trung Quốc cũng khiến chính phủ nhiều nước thận trọng. Một loạt quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Italia, Pháp, Tây Ban Nha hay Bỉ đã yêu cầu du khách đến từ Trung Quốc phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19 cũng như thu gom và xét nghiệm nước thải của máy bay đến từ Trung Quốc. Biện pháp này nhằm tăng cường giám sát liên quan đến khả năng xuất hiện của các biến thể mới. Sáng qua, theo giờ địa phương, cảnh sát Peru đã tấn công vào một ngôi nhà bỏ hoang ở thành phố Cảng Côn Lao, miền Tây nước này và bắt giữ được khoảng 3 tấn cocaine đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Đây là lô ma túy lớn nhất bị thu giữ trong vòng 2 năm qua, được cất giấu dưới sàn giả của ngôi nhà, nơi lực lượng chức năng phát hiện hàng chục bao tải khả nghi. Cảnh sát Peru đã công bố một đoạn video về hoạt động truy quét ma túy và số cocaine vừa bị thu giữ. Chúng tôi đột kích vào ngôi nhà hoang, nơi dưới nền xi măng chúng tôi đã tìm thấy 51 bao ma túy. Bên trong mỗi bao có từ 50 đến 80 gói cocaine hydrochloric. Cũng theo nguồn tin cảnh sát Peru, ít nhất 4 người đã bị bắt giữ trong cuộc đột kích của cảnh sát vào ngôi nhà bỏ hoang này, cùng số ma túy lớn chuẩn bị được vận chuyển đi tiêu thụ. Cục khí tượng Australia thông báo lũ lụt kỷ lục xảy ra ở khu vực Tây Bắc nước này đã khiến nhiều cộng đồng bị cô lập và tình trạng này chưa có dấu hiệu ngừng. Những trận mưa lớn do ảnh hưởng của siêu bão Eli đã khiến vùng Kimberley có diện tích tương đương bang California của Mỹ bị ngập lụt nghiêm trọng. Thị trấn Fitzroy Crossing có khoảng 1.300 cư dân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi nước lũ cản trở giao thông đường bộ, buộc lực lượng chức năng phải chuyển hàng cứu trợ qua không vận. Mực nước sông Fitzroy ở Kimberley hiện ở mức 15,81 mét, vượt kỷ lục 13,95 mét ghi nhận vào năm 2002.
các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã cảnh báo người dân về nguy cơ nước lũ dâng cao, trong đó thị trấn nghỉ dưỡng Broome cách thủ phủ Perth của bang Tây Australia khoảng 2.000 km về phía bắc. Chính phủ liên bang Australia cam kết sẽ hỗ trợ các khu vực khắc phục hậu quả. Lực lượng cứu hộ đã huy động máy bay của lực lượng phòng vệ Australia và trực thăng Chinook để hỗ trợ sơ tán người dân. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Australia cho biết 5 máy bay trực thăng của ADF sẽ được triển khai tại vùng Kimberley đến ngày 12 tháng 1. Một số khu vực ở miền đông Australia đã hứng chịu lũ lụt thường xuyên trong 2 năm qua do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina kéo dài bất thường. Trong năm 2022, lượng mưa kỷ lục đã gây ra nhiều đợt lũ lụt trên khắp Australia. Mưa lũ vào tháng 3 và tháng 10 năm ngoái đã khiến hàng chục nghìn người sinh sống dọc vùng bờ đông nước này phải sơ tán. Bất chấp thời tiết lạnh giá, các giáo dân của một ngôi đền ở Tokyo đã ngâm mình trong bồn nước đá để thanh tẩy tâm hồn và cầu nguyện cho năm mới. Những người đàn ông đóng khố và phụ nữ mặc áo choàng trắng ngâm mình trong bể tắm chứa đầy những khối nước đá và đọc kinh trong thời gian tổng cộng khoảng 4 phút. Nước rất lạnh, nó làm đầu óc tôi trống rỗng và giờ tôi cảm thấy như năm mới đã đến. Các ngón chân của tôi bị đau khi ngâm nước, nhưng khi nó kết thúc tôi cảm thấy sảng khoái. Đó là một sự kiện thường niên để chúng tôi cầu nguyện cho sức khỏe. Tôi cảm thấy như năm mới sẽ không thể bắt đầu nếu không làm điều này. Bà Yoshiko là người cao tuổi nhất tham gia lễ thanh tẩy năm nay và cũng là người đã tham gia liên tục trong vòng 18 năm qua. Lễ thanh tẩy là một nghi lễ thần đạo được tổ chức hàng năm tại đền Teppozu Inari. Nghi lễ đầu tiên được tổ chức vào năm 1955 khi nó được lấy cảm hứng từ việc cựu linh mục trưởng té nước lạnh lên người để cầu nguyện cho sự an lành của cộng đồng địa phương. Triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2023 tại thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ tiếp tục trình làng các sản phẩm công nghệ độc đáo. Trong đó thì nhiều người đến với triển lãm không khỏi ấn tượng trước bộ khung xương được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo AI. Khung xương ngoài do German Bionic thiết kế sử dụng AI để thu thập phân tích chuyển động của người dùng nhằm giúp giữ an toàn khi mang vác nặng. Đối tượng sử dụng chính là những người thường xuyên phải mang vác các vật dụng nặng mà không gây tác động ngoài ý muốn đến sức khỏe. Chủ yếu sản phẩm được thiết kế dành cho những người đang làm những công việc đòi hỏi thể chất. Các ứng dụng chính hiện tại mà chúng tôi hướng tới là trong lĩnh vực hậu cần và kho bãi, nhưng chúng tôi cũng đang mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc người già cũng như trong công việc xây dựng. Triển lãm CES 2023 diễn ra trong khu vực có diện tích hơn 7 hecta, kéo dài từ trung tâm hội nghị Las Vegas rộng lớn đến các gian hàng được dựng trong bãi đậu xe. Ước tính CES năm nay sẽ thu hút khoảng 3.200 nhà triển lãm và 100.000 khách tham quan. Giữa lúc kinh tế ảm đạm, các công ty công nghệ góp mặt tại CES đang tìm cách thu hút người tiêu dùng bằng các sản phẩm hấp dẫn về giá cả. Triển lãm điện tử tiêu dùng năm nay cũng được kỳ vọng sẽ mang đến những phát minh sản phẩm cải tiến nhằm xoa dịu vết thương do kinh tế toàn cầu suy yếu sau 3 năm đại dịch COVID-19 hoành hành. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình hình thời tiết các khu vực trong ngày mai không có biến động lớn. Khu vực phía Bắc trời vẫn tiếp tục rét, sáng sớm có sương mù. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên có mưa, mưa rào rải rác. Khu vực Nam Bộ nhiều nơi có mưa rào và có nơi có dông. Sau đây sẽ là những tin tức dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trong cả nước. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin Nhịp sống hôm nay của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phía Đông Bắc Bộ nhiều